cái nhiều bạn xinh ơi là xinh rồi cao vòng gì đó. Vòng đó vòng gì? Ba vòng, số đo ba vòng anh. Bạn thích vòng nào nhất? Em thích cả ba. Kiểu này kiểu gì? Nhân vật nổi tiếng tao màu. À biết rồi, cái thằng nhỏ cái đầu nó có ba cái giá phải không? Dạ đúng rồi chị. Bên đây có cái rưỡi à. Ở gì vậy? Đây lạ lắm. Sửa cái mái tóc đi. Hồi nãy chị nói mái tóc ba chớp đúng rồi. Đúng rồi, lên thì nói mái tóc chớp rưỡi. Em tên là Thanh, họ tên đầy đủ là Phạm Chí Thanh. Phạm Chí Thanh, dạ, bạn đang làm nghề gì? À, em làm nhân viên kinh doanh sữa. Đang bao nhiêu tuổi? Dạ, 30 tuổi. 30 tuổi, nhân viên kinh doanh sữa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta, xin mời bạn. Chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. À, bạn tên là gì? Dạ, em tên Khu Ái Ngọc. Khu Ái Ngọc. Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 31 tuổi. 31, dạ hôm nay sao mình làm mai mối toàn là nữ lớn hơn nam không vậy ta? À, Ngọc hiện đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em làm nhân viên trực tổng đài trong công ty á chị. Bạn bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ cũng lâu ạ. Lâu là bao lâu bạn? Chắc cả 10 năm. 10 năm? Bây giờ đến với chương trình mình có định tiến tới hôn nhân luôn không nếu như phù hợp? Nếu mà phù hợp thì chắc tìm hiểu chắc cả 1 năm. Nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chứ chị. Đúng rồi, 31, 32 tuổi là lấy chồng là vừa rồi. Bạn à. Bạn bao lâu bạn chưa có người yêu? Hơn năm. Lâu. Trước đó thì sao? Trước đó có một người. Từ đó giờ có một người thôi hả? Dạ. Chia tay lâu chưa? Chia tay hơn 6 tháng rồi. Hơn 6 tháng gì thì kiếm người yêu khác hả? Không, cái đó là quan niệm sống khác nhau á. Nên không có hợp rồi. Người mỗi người đi một đường. Mà mối tình đó quen được bao lâu mà chia tay? Quen nhau cũng 6 tháng. Ờ, vậy là bạn này thích con số 6. Tôi thấy bạn bên đây mặc áo lạ lắm nhỉ, gì? Dạ, áo thì nguyện đồng cảm á. Đồng cảm hả? Ủa sao? Là sao bạn? Thứ bảy chủ nhật rảnh á là em hay đi đăng ký những cái hội từ thiện á, đi hỗ trợ những người mà khó khăn á. Chiều nay là em quay xong là chiều em qua Ninh Thuận anh. Cảm ơn những cái tấm lòng của bạn. Rất hay. Ừ. Thế bình thường Ngọc thứ khi nào đi làm từ thiện không? Chủ nhật là em hay đi phát quà hay là phát quần áo gì đó. Vậy là hai người thấy cũng có một cái sự đồng cảm với nhau. Bạn tự giới thiệu về mình một chút xíu, vì cá tính của mình hay sở thích của mình chẳng hạn. Em thích chế biến những món ăn, hiện giờ em đang nghiên cứu những món ăn chay dinh dưỡng đó. À, ô bạn nam có thích ăn chay không? Dạ có chị. Bên đây là chế biến các món ăn chay đó. Dạ, mình càng tốt chị. Càng tốt ha, thấy hai người này có nhiều điểm tương đồng rồi nè. Mấy lần em chế biến em chuẩn bị đội đầy đủ hết rồi, em chế biến xong một món nhìn rất là đẹp. Nhưng mà em chế biến xong có mình em ăn. Em ăn hoài em ngán. À bây giờ thiếu người phải không? Đó. Một người thích ăn chay, một người thích chế biến đồ ăn chay. Còn gì nữa mà không chịu sáp vô? Bạn có ngại bạn nữ mình lớn hơn mình chút xíu không? Dạ tuổi nó không có nằm trong cái gạch đầu dòng của em chị. Không quan trọng ha. Gạch đầu dòng là cần như thế nào? Em thích người phụ nữ nhìn khuôn mặt là phúc hậu, sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ về gia đình hơn là cá nhân mình. Cái nhiều bạn xinh ơi là xinh rồi cao vòng gì đó. Vòng đó vòng gì? Ba vòng, số đo ba vòng anh. Bạn thích vòng nào nhất? Em thích cả ba. Bạn mấy vòng? Em không có vòng nào được rồi. Bạn đứng lên tôi coi coi. Ấn tượng rồi nha. Kiểu này kiểu gì? Nhân vật nổi tiếng tao màu. À biết rồi, cái thằng nhỏ cái đầu nó có ba cái giá phải không? Dạ đúng rồi chị. Bên đây có cái rưỡi à. Ở gì vậy? Đây lạ lắm. Đây ấn tượng lắm rồi, cảm ơn bạn. Đừng có làm rồi. Bên đây người ta tò mò nè. Ngọc ơi, mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình không? Thích mẫu người bạn trai vui vẻ hòa đồng là được rồi chị. Sống có trách nhiệm. Bên đây quá trách nhiệm. Trong tình cảm thì phải chân thật. Điều gì bạn không thích về người bạn trai? Em không thích người bạn trai nói nhiều. Nói nhiều quá, đâm ra là nhiều chuyện. À, bên nhiều chuyện là nói khác. Nhiều đó. Nói nhiều là khác. Bạn có coi cái phim bên bạn bên kia nói không? Cái phim Tâm Mai. Có, chắc về nhà em phải khuyên lại quá. Khuyên sao? Sửa cái mái tóc đi. Hồi nãy chị nói mái tóc ba chớp đúng không? Đúng rồi, lên thì nói mái tóc chớp rưỡi. Bây giờ nó nghe nè, hôm nay em đến chương trình em đi với ai? Em đi với bạn em. Bạn em đâu? Rồi, chào chị. Mình chơi với nhau được bao lâu rồi chị? Dạ cũng mấy năm. Mấy năm rồi, hiểu tính cách của nhau không? Dạ hiểu. Thấy anh chóp rưỡi bển hợp với bạn Ngọc không? Dạ không phù hợp. Sao vậy? Bên đây cũng làm từ thiện, bên đây cũng ăn chay, bên kia cũng vậy mà. Sao không hợp? Dạ không có biết nói sao. Không biết nói sao, chỉ biết không hợp thôi. Dạ. Rồi anh Thanh có bạn đi theo không? Dạ có. Rồi mời bạn anh coi thử có phát biểu coi sao. Đâu bạn Thanh đâu? Dạ chào chương trình ạ. Nãy chị nói là tính tình hai người không hợp, bạn thấy đúng không?
Dạ em thấy tính tình thì rất là hợp đấy ạ. Rất là hợp. Dạ. Bạn em chơi với bạn Thanh bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng gần được một năm rồi ạ. Hai người. Thấy tính Thanh dễ thương không? Dạ quá dễ thương luôn. Vậy bạn thấy bạn nữ bên này như thế nào? Dạ cũng quá được ạ. Ồ, không hiểu sao chị kia là nó không được, mình tò mò ghê luôn á. Có thể chị kia không được nhưng mà chị này được. Đúng rồi, mình hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn. Biết đâu được đúng không? Nhưng mà trước khi mà Tường qua coi mặt thì Tường cũng muốn hỏi lại Ngọc một tí nữa. Tại vì Tường cũng hơi băn khoăn là bạn của bạn lại nói là cái tính cách không hợp. Thì bạn có thể nói một chút xíu nữa về cái tính cách của mình thôi. Chắc là do cái anh này ảnh hay nói đùa. Em không thích những người hay nói đùa. Ủa nó đùa, đùa là vui với em, đâu có gì đâu. Hỏi thiệt nè, là bây giờ Thanh đã muốn, thật sự muốn lấy vợ lắm chưa? Cái đó là hiển nhiên là muốn rồi. Bây giờ bạn muốn điều gì ở cái người bạn gái của mình? Có cũng cái hướng suy nghĩ cùng em về, như là em cũng thích kinh doanh làm. Hai người lấy nhau kinh doanh đồ chai được đó. Hiện tại bạn đang ở với ai? Dạ em ở trọ với lại một bạn. Rồi nếu như mình tiến tới kết hôn thì mình lấy nhau thì sẽ có một cái bản kế hoạch, như là xây dựng cái nhà trước, rồi làm những cái vấn đề nào, rồi kế hoạch sinh con gì gì đó. Tôi sẽ cố gắng mai mối cho bạn. Mình sẽ thuyết phục giùm ha. Cố gắng ha. Dạ, những cái gì mình nói là mình phải cố gắng làm được hơi nha. Rung chút xíu. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rung không bạn? Dạ. Hồi hộp. Hồi hộp hả? Có bao giờ hồi hộp vậy chưa? Lần thứ hai. Lần đầu là lúc nào? Lần đầu là bạn gái. Đâu? Bạn gái đầu tiên cũng hồi hộp. Bạn gái thứ hai cũng hồi hộp. Bạn gái thứ ba có hồi hộp không? Mình quá thứ ba chắc chưa tương lai rồi không anh. Rồi bớt rung đi nha. Rồi chào bạn. Chào em, chào anh. Tôi nghĩ rằng hai con người có cái tấm lòng như vậy rất là tốt, có thể rất hợp với nhau. Biết đâu về bạn chế cơm chay ra rồi hai người kinh doanh quán cơm chay thì sao, cũng được chứ bộ. Trước tiên mình thấy cái tâm là hợp với nhau rồi. Em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy. Bạn thích người đàn ông mập cao ốm hay là như thế nào? Em không thích người đàn ông mập. Ốm thì ốm quá em cũng không thích. Vừa người thôi. Anh nghĩ rằng hợp với người này cũng ốm lắm đâu. Cũng vừa vừa thôi ha. Rồi. Được rồi. Chung á là chị thấy là anh nó cũng được. Rất là chân thành. Còn cái vấn đề là mình cảm nhận như thế nào thì cái đó chị không thể nói được. Mình thấy anh ấy rất là chân thành. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. Muốn tiến tới hôn nhân. Đi một con đường có kế hoạch đàng hoàng ha. Mình căng thẳng không? Xem sao. Bình tĩnh nha. Chúng ta có 2 phút để gặp nhau. Hồi hộp chờ đợi. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào anh. Mình tặng bạn sao nhỉ? Cảm ơn anh. Bạn ơi, mình sẽ có cuộc hẹn lần 2 ha, trong rạp chiếu phim. Bạn lấy mình cùng nhau bấm nút ha. Bạn ở quận mấy bạn? Quận 6. Quận 6 thì qua Lê Văn Quế gần mình á. Đúng rồi. Nhân viên bán sữa sao uống sữa ốm vậy? Dạ bán được, bán sữa chứ không có được uống sữa. Từ lâu cũng lấy uống cho nó mập chút chứ. Sao tóc này giống cái gì đó? Chúng ta màu không? Cũng không giống lắm. Hơi thôi. Nó dài ra là nó đẹp lại. Giờ nhớ gắn sức keo vô thì nó đẹp lại. Vậy bấm nút nha bạn ha. Lo lắng như vậy. Dạ. Tiếp tục đi. Tâm sự đi. Này muốn vợ lắm mà sao cứ bấm nút đi coi phim hoài. Hỏi hẹn hò rồi kế hoạch mình tính sao chưa gì trên cái đồ bấm nút đi coi phim hoài. Bạn cảm nhận về mình như thế nào? Thấy cũng được. Thấy cũng được là được rồi. Thấy được là được rồi. Giờ bạn quay nữ xuống thuyết phục chị kia một câu kìa. Bạn nữ cảm nhận sao? Thuyết phục chị đó một câu kìa. Mình nghe lời chị lắm. Đó. Nói gì với chị một câu đi. Chị suy nghĩ lại nha chị. Trời ơi hết giờ. Đây. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Tự tìm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết giờ. Bạn nghĩ sao khi đồng ý nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy bạn trai này có cùng chung cái ý tưởng với em thì em thấy gì mình tìm hiểu thử xem. Hai người nắm tay nhau đi. Vậy được rồi, vậy được, em thích vậy ha. Làm gì gồng như vậy? Cảm giác khi bạn gái nắm tay sao? Nắm tay đi bạn. Để coi anh cảm nhận sao. Rung. Không gái. Không biết coi sao. Người ta chưa đồng ý. Hả? Xin đi, xin thử coi. Có chị ạ. Mình phải quyết liệt vô chứ, xin đi. Mau lên. Mạnh dạn vô trời ơi, xin đi, nói mau lên. Đây, 2, 3.
Chị không cần. Đây rồi, mời bạn ấy đi đi, mời đi. Được như ước nguyện rồi đó, mời đi. Bạn đi. Rồi, hai mình cùng đi ha. Ủa, hai mình cùng đi ha. Ừ. Hai ừ. Cả hai. Người ta ừ chưa? Ừ đi, ừ đi. Chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn đi xem phim thật là vui vẻ. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn nắm tay xuống dưới. Xuống. Anh này. Chọc cho vui thôi. Thật sự là rung anh dễ thương quá, rung rồi. Rung dữ lắm luôn. Nắm tay mà gồng. Nói chung là mình thành công. Hôm nay mình rất là vui. Vậy cái mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m56 được rồi. Còn về tính cách thì thông minh một chút. Rồi còn em không thích là đặc biệt là không được hỗn, với lại là không có gọn gàng. Em thích con phụ nữ gọn gàng hơn. Gọn gàng và là người ốm ốm hay là gọn gàng gì? Thì trong gia đình. Gọn gàng trong gia đình anh chứ. Gọn gàng không có bầy hầy trong gia đình. Dạ. Không, phụ nữ thích bầy hầy lắm. Nãy anh nói là không thích hỗn hả? Hổn. Không thích hỗn hả em? Dạ. Anh nghĩ chắc cái từ hỗn hồi xưa có gì giờ chắc không có đâu. Nãy giờ ngồi sao? Cứ ngồi sao? Nãy giờ ngồi vậy đi ca vậy đó, một kiểu thôi. Giờ bên kia đoán em sao biết không? Ngồi túm túm là vậy nè, đó túm 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 cúi cúi xuống. Khúm núm á, đó 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 đó, túm túm là vậy đó. Ngồi vậy chỉ có anh thôi. Mình có phải làm dâu không em? Dạ cũng tùy theo bạn nữ kia, tại vì gia đình em á thì có ba mẹ em với em ở chung nhà thôi. Còn ba mẹ em thì lâu lâu hay đi du lịch, cho nên là chỉ nhà chỉ có mình em ở, cho nên là em muốn có hai vợ chồng ở trong nhà đó cho nó ấm cúng, cho nó đông đúc cho dạ, con vui đúng không? Dạ. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nếu 6 tháng hoặc 1 năm. Dạ. Công việc em là ổn định chưa? Dạ ổn định rồi. Ổn định dạ. Rồi đúng không? Dạ. Mình có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Thì nãy giờ em chia sẻ là không thích về mấy cái vấn đề đó thôi. Không, chị nghĩ cái hỗn này không có đâu, bây giờ phụ không có những cái chuyện đó. Với lại đừng bao giờ mà sau khi mà cãi nhau á, vợ chồng chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn rồi. Chứ đừng có cãi nhau rồi xách vali về nhà mẹ thì cái đó không được. Có nghĩa là có chuyện thì phải ngồi từ từ giải quyết. Nhưng mà em đừng có làm người ta sợ, ví dụ em đòi chém thì người ta phải xách vali đi chứ. Yên tâm đi, em là người đàn ông của gia đình, biết phụ việc nhà cho vợ luôn. Làm việc nhà được luôn? Dạ được. Làm được việc gì? Như là chà toilet. Trời ơi. Rồi quét lau nhà. Rồi ngay cả có thể phụ vợ nấu cơm cũng được. Được luôn hả? Được. Biết đi chợ không? Biết luôn, biết trả giá luôn. Biết trả giá luôn. Xuất sắc. Thấy không? Xuất sắc nè. Người đàn ông hiện đại nè, biết chà toilet, biết trả giá, biết lo cho vợ, biết càm ràm, biết cằn nhằn chút. Thì cái gì mà không đúng ý em là em càm ràm, tại vì thường là ý của em là đúng khoảng 70%. Bậy rồi, tự tin quá, bậy rồi. Trời ơi, ông này cũng khó tính lắm nè, kiểu ông làm hết vậy rồi cái vợ làm gì ông cũng vừa ý á. Vợ đứng nấu cơm cái ông dòng cái tướng nấu nướng gì đứng bê bối, quăng bên này rớt cọng rau bên kia, không sạch sẽ gọn gàng đúng thì, không? Thì nói vậy thì em sẽ phụ vợ em dọn dẹp cái mấy cái đó. Đúng rồi, nhớ nha, dạ. Hứa nha. Hứa luôn. Chứ đừng có ngồi đó mà cằn nhằn nha. Ra ngoài đường công việc gì làm xong thôi, ai giải quyết người đó, chứ đừng có giận bên đây mà chém bên kia khổ lắm. Tính đó em sẽ bỏ từ từ chị. Bỏ đi cái đó bậy đó. Rồi đến anh Quang coi đàn gái thế nào nha. Sao ta cũng được. Chào em. Em chào anh Ly. Nói vậy thôi chứ anh bên đây anh dễ thương lắm. Em nhìn mặt rất là có cảm tình, thiện cảm lắm. Mặt có một tính hài hước nè, vui vẻ, mà người là bất động sản á thì rất là lanh lợi em, rất năng động ha, mà quảng bá cũng rất là tốt luôn. Em thấy mấy người bán bất động sản không, bán đất nhà cửa đó ha, có một là cũng nói nhiều lắm á. Em có một ạ. Ví dụ quảng bá đó, kiểu giao tiếp á, mà thành ra hai chồng gặp nhau làm ăn thấy cũng được, ổn lắm á. Kết hợp cặp này được nè. Bên đây giám đốc đúng không? Dạ. Bên đây cũng là cũng em làm gì công ty em? Nhân viên hành chánh văn phòng. Nhân viên hành chánh văn phòng. Đỡ một cái phụ việc nhà cho mình em ơi. Rồi anh thấy Quỳnh chưa hỏi gì hết. Làm gì đụng tay mình cũng cực. Quỳnh, gì nữa? Anh chưa hỏi gì hết trơn. Anh qua anh nhìn xem đàn gái thấy được quá anh về luôn. Mừng quá. Giờ đặt câu hỏi nè, nếu như bây giờ, nãy giờ anh nói á, mày mốt lỡ có chuyện gì anh cằn nhằn hoài luôn, thì em sẽ làm gì? Anh nói nhiều quá em mệt thì em ra một góc em ngồi thôi. Được, chứ không có cằn nhằn lại ha. Dạ. Để không xong có, không cái có xách đồ về ngoài nha. Nhà em xa lắm, nhà em Quảng Ninh. Xa, được, ở Quảng Ninh nè ngoài đúng không? Dạ. Cái chuyện làm dâu đó, dạ. Nãy em nghe em, dạ. Ý em sao?
Em thấy làm dâu thì không vấn đề gì. Đúng rồi, dưới nhà anh có ba mẹ thôi mà giờ thật sự đi làm bận rộn cực lắm, có ông bà nội lo cho mấy đứa cháu đỡ chứ. Ừ, đỡ lắm á. Mà làm dâu giờ không phải như làm dâu ngày xưa nữa, đâu có lo. Làm dâu giờ thậm chí là ba mẹ chồng phải phục vụ luôn con dâu. Anh thấy thường xuyên vậy á. Đi làm á, về ba mẹ chồng nấu cơm, nấu nước nè, chăm sóc con là về chỉ cần ăn thôi. Thương á, mình thương ba mẹ chồng, ba mẹ chồng cũng thương mình à. Thấy mình cực quá, ba mẹ cũng phụ. Anh này nói 6 tháng đó, anh tiến tới, chịu không? 6 tháng là cuối năm, gấp thế. Gấp thế hả? Chơi luôn em ơi. Được hả? Dạ, thời gian thì không vấn đề, em cũng còn trẻ nhưng mà cũng gần 30 rồi. Dạ. Vậy là được ha? Dạ. Nếu mà được là tiến tới làm luôn nha. Dạ. Bên anh nôn nóng lắm rồi, bên đàn trai là được làm liền à. Được, cặp nhà này em cửa thấy sẵn được công đó, việc ổn định hết rồi. Em thích trai hay gái? Con nào cũng được anh. Con nào đủ con khác được không? Thì con khác là sao? Con trai gái gì cũng được hết rồi không? Dạ. Rồi cũng được. Con nào cũng là con mà. Con nào cũng là con. Được. Em thích con trai hay con gái? Nếu em được lựa chọn em thích con gái là con đầu lòng hơn. Thích con gái? Được, con gái giờ có giá lắm em. Rồi, bây giờ hôm nay mình có đi với người thân không? Coi được gả luôn. Em có đi với cậu mợ, với bạn em. Cậu mợ ở trong Nam đúng không? Dạ. Cho gặp cậu mợ của bạn gái ạ. Rồi, cậu thấy em. Sao cậu? Cậu ruột ạ. Cậu ruột. Dạ, chào cậu. Xin chào MC Quỳnh Linh. Dạ. Và MC Mỹ Điệp. Dạ, chào dạ. Cậu. Tôi xin giới thiệu là tôi tên là Nguyễn Thanh Bình. Hiện là đang ở dưới nhà bè công ty xăng dầu khu vực 2. À, wow. Nhận xét về anh bạn thì nói chung quy là con người đàn ông, con người á, nói chung mạnh mẽ, nói chung là cũng được, tính cách được. Nhưng mà nói chung là còn phải tìm hiểu nữa. Theo như bản chất của tôi ấy, bản tính của tôi ấy, thanh niên này là chỉ làm bạn thôi, bạn bè, và với mình tìm hiểu tiếp. Thế thôi ạ. Dạ, thế thôi à? Dạ. Không có dặn gì không? Có yêu cầu gì bên đàn trai không? Bên nhà trai thì mình cũng không có gì cả. Được quá hả? Thế không? Không có ý gì. Còn cô? Thế. Được thế. Không cô? Bà nói chung là cũng được luôn. Em muốn nói gì với cậu không? Dạ, cậu cũng cảm ơn cậu đã cho con những cái nhận xét mà con sẽ cố gắng thay đổi hơn nữa. Được rồi, cảm ơn cậu ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với hai đứa em họ. Hai đứa nào? Hai em họ. Em họ dạ. Rồi chào hai em. Em chào. Em chào chú Quỳnh Linh. Chào, chào chị con. Cát Tường. Chào em. Còn thấy sao con bên vấn đề bên kia sao dạ, con? Dạ anh Luân ơi, em thấy chị này rất là hòa bát với lại hòa đồng. Em nói chung là em kết rồi đó. Còn anh thì sao em không biết. Còn em chào chị. Chị thì cứ yên tâm. Còn nếu mà về việc mà sau này tiến hơn á, về làm dâu á, thì em đảm bảo á, trong việc mà bếp núc á, anh em sẽ hỗ trợ chị 100%. Wow, wow. Sướng quá. Rồi, như vậy là hai bên cũng thấy ổn rồi ha. Vấn đề là hai người có mắt nhìn nhau, có cảm nhận được tình yêu đã đến hay không. Kéo mặt lên. Bắt đầu đi em. Anh tặng chị một món quà. Dạ, cảm ơn em. Em thấy anh sao? Em thấy anh ngoại hình ok, đẹp đẹp hơn là em tưởng tượng nữa cơ. Thế ngồi sang hơn, thế hồi nãy chị em mình bàn. Dạ, dạ đúng rồi chị. Mình bàn hơi bị kỳ, hơi tại khóc. Lúc nãy nghe giọng thì nghe anh ấy nhỏ nhẹ hơn giọng em nữa, nên em cứ nghĩ chắc anh ấy ngồi cũng hơi thẹn thẹn. Không ngờ anh ấy như thế này. Theo em á, thì em hiểu như thế nào về gia đình? Em nghĩ gia đình là không phải chỉ có một người mà tạo nên được gia đình. Gia đình là sự kết hợp của tất cả các thành viên bên trong, không phải chỉ có mỗi hai vợ chồng mà cả bố mẹ con cái nữa. Cái đấy nói thì đơn giản nhưng thực ra phải có sự thấu hiểu lẫn nhau của từng thành viên. Mình phải có thời gian quan tâm và chia sẻ. Em nghĩ vậy. Mày em có hỏi anh gì không? Em thì cũng hơi năng động một xíu. Tức là trong công việc em khá là bận. Không biết là anh suy nghĩ thế nào về con gái và người vợ. Ví dụ sáng đi làm cả ngày mà nhất là nữ lại là nhân viên kinh doanh. Không phải nhân viên mà công ty là công ty của em nhưng em dành rất là nhiều thời gian cho công ty.
Rồi buổi tối thì em có làm thêm đi dạy, giống như là một cái niềm đam mê của em nữa. Nên không biết là anh thấy con gái như vậy có bị gọi là bận rộn quá không, thời gian dành cho gia đình, hay là nếu như mình mà tiến tới thì anh muốn phải bỏ bớt cái gì đó, anh có thể chia sẻ giúp. Thì lúc mà anh muốn chia sẻ với em có nghĩa là khi mà đã tiến tới rồi thì em nên hạn chế lại, chứ mà em cứ đi lúc từ sáng đến chiều về, đến tối về thì cái đó không phải gọi là gia đình nữa. Thì anh chỉ có chia sẻ như vậy thôi.